Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vô tình lộ nét nhà quê bên con trai nhỏ. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tình huống lầy lội bên con trai khiến cư dân mạng phải trầm trồ. Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tình huống lầy lội khiến công chúng phải phì cười. Anh kể, chuyện kể rằng, cách đây 2 năm hai lúa mới trúng đất nên cho cả nhà đi biển chơi. Bị gì trúng đất mà, nên kêu giang hồ book khách sạn sang xịn mịn cho cả xóm đi chơi. Vậy mà vẫn không tém được cái nét nhà quê lại khi ám con đi vòng vòng trong khách sạn y như đi thăm dãy. Thứ gì đâu? Cô Lô, ôi, người cha lầy lội nhất tiểu bang của con đây các cô chú ạ. Đoạn clip ngắn Đàm Vĩnh Hưng đăng tải khiến khán giả không nhịn được cười với dáng đi nhà quê, thần thái tỉnh bơ của nam ca sĩ. Nhưng dường như ai nấy đều thích khoảnh khắc giản dị này của anh, thấy được tình cảm của một người cha dành cho con lớn lao đến nhường nào. Phía dưới bài viết, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách bế con siêu nhẹn của nam ca sĩ. Nhìn cái tướng anh bố bế con cưng giữ trời. Làm thêm đứa nữa thì mới cân bằng lại chứ không lệch hết rồi anh bố. Trời ơi, cả ba con này dễ thương quá trời quá đất. Chắc hai bố con phải làm luôn một tiểu phẩm hài đi anh. Cách đây vài tháng Đàm Vĩnh Hưng lần đầu khoe con trai. Cho tới giờ anh luôn thoải mái khoe con trai 3 tuổi Polo Huỳnh với khán giả. Viết tờ Đàm cũng cho biết, sau khi xác nhận có con ruột, anh và bé Polo Huỳnh sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Vì vậy, Đàm Vĩnh Hưng mong muốn mọi người thấu hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha của anh. Hưng muốn là một người cha như bao người cha khác. Hưng hay dùng từ người yêu bé nhỏ hoặc khi làm thơ mình hay xưng ta và em, nhiều người cũng tưởng nhầm rằng Hưng nói về người yêu mình. Nhưng sự thật người yêu bé nhỏ đó chính là Polo. Hưng muốn từ giờ phút này Hưng có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình, nam ca sĩ xúc động nói. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng không chia sẻ về mẹ ruột của con trai. Ngoài bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng còn có hai con nuôi là Huỳnh Như và bé Tin. Cả hai đều là con của em gái ruột nam ca sĩ. Mr. Đàm từng bày tỏ tự hào khi tiết lộ về các con. Hai con tôi rất ngoan, hiền lành, đạo đức, ý thức, lễ phép, học giỏi, viết chữ đẹp, không đua đòi, tình cảm, tự lập, khiêm nhường, thật thà, không ỷ lại vào sự nổi tiếng của ba. Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng cũng trở thành tâm điểm dư luận với nhiều chuyện đời tư. Gần đây nhất, nam ca sĩ thừa nhận có tình yêu mới với một người trẻ tuổi. Cả hai có sự đồng điệu và thông cảm về cuộc sống của nhau. Trúc Chi, T, H.